Điện Biên Phủ, thành phố miền Tây Tổ quốc, trải rộng mênh mông tươi đẹp. Đã 50 năm trôi qua, cảnh vật đổi thay, nhưng những chiến công hiển hách lừng lẫy non sông, chấn động địa cầu, không bao giờ phai mờ trong tâm trí chúng ta. Bộ môn cận tâm lý thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người trở lại chiến trường Điện Biên vào tháng 5 lịch sử. Lòng mang nặng hai điều tâm niệm: được dâng hương hoa tạ ơn những người con yêu quý đã ngã xuống, đem dòng máu thanh xuân tô thắm Điện Biên. Được thực hiện chương trình Tìm lại tên cho anh, trả lại cho anh dòng tên oanh liệt mà bấy nay còn chỉ huyết danh. Dâng hương người anh hùng áo vải Hoàng Công Chất. Gần 250 năm trước, ông dấy lên phong trào nông dân cùng các tù trưởng người Thái Lò Văn Ngái, Lò Văn Thao dẹp yên bờ cõi, xây dựng Điện Biên yên bình thịnh trị. Đồng bào Mường Thái lập đền thờ vị danh tướng ở nhiều nơi, mà hôm nay tại mảnh đất Điện Biên lịch sử, đồng bào các dân tộc có dịp dâng hương tưởng nhớ. Sâu lòng dân tộc. Chúng tôi trở về nghĩa trang liệt sĩ Mường Thanh, dâng hương tạ ơn các liệt sĩ. Ngày nhân thân mùng 7 tháng 7 năm Giáp Thân tại địa danh lịch sử Điện Biên Phủ. Bộ môn cận tâm lý Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người lên Điện Biên Phủ làm lễ tạ ơn liệt sĩ, gồm thiếu tướng tiến sĩ Quân Du Phát chủ nhiệm bộ môn và các cán bộ. Chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình cúi đầu trước trời Phật, trước ngũ phương chư thần, trước thân thần của Điện, trước các vong linh liệt sĩ. Chúng tôi từ đáy lòng chân thành biết ơn các liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì sự tồn vong của đất nước. Mà nằm lại đây, các anh những chàng trai tuổi xuân phơi phới từ khắp các miền của đất nước, từ miền Nam, miền Trung, khu 4, khu 3, miền Bắc, Tây Bắc, vân vân, rời quê hương của mình lên đây đánh giặc để cứu một quê hương rộng lớn hơn, đó là Tổ quốc. Tổ quốc Việt Nam vô cùng yêu dấu đã sinh ra và tồn tại hàng ngàn năm. Tổ quốc Việt Nam vĩ đại đã sinh ra chúng ta. Khi Tổ quốc lâm nguy, chúng ta phải sản thân để cứu Tổ quốc. Chúng tôi là người 50 năm trước đã trực tiếp chiến đấu ở chiến hào, cầm súng cùng các chiến sĩ chiến đấu đánh giặc dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh
và chỉ huy trực tiếp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội dân Việt Nam, Tổng Chỉ huy Chiến dịch Điện Phủ. Tôi vô cùng cảm phục và biết ơn các anh hùng liệt sĩ ở chiến trường này. Ai đã cầm súng tác chiến với kẻ thù đều nhìn thấy tử thần trước mặt. Nhưng không có ai chùn bước, không phải chỉ một trận đánh liên tiếp hết trận này đến trận khác, hết ngày này đến ngày khác. Hàng tháng trời bom đạn dội lên đầu chúng ta. Hàng ngàn chiến sĩ trong tư thế tiến công đã nằm lại đây. Đến nay chúng tôi thì ở lại dương thế, các anh thì ra đi, để lại cho chúng tôi một gia tài đồ sộ, một lâu đài vinh quang vô cùng quý giá cả với tinh thần vật chất, không gì có sánh được. Ôi thương thay, nhất tướng công thành vạn quốc khô là vậy. Ôi đáng buồn thay, đối với những ai đó chỉ biết hưởng lộc của anh hùng liệt sĩ mà đã quên ơn liệt sĩ. Các anh hãy tin tưởng rằng hiện tại các số người Việt Nam và kể cả những người trên thế giới đều vô cùng biết ơn các anh. Nghĩa tình mông minh như biển cả, nói sao hết lời. Trời cao lồng lộng, đất dày vân đọng, đã ghi công các anh. Hàng triệu con tim Việt Nam ở trên các đất này mãi mãi biết ơn các anh. Ôi các anh hùng liệt sĩ điên cuồng luôn bảo tôi nhớ. Thưa các vong linh đồng bào dân tộc Tây Bắc đã phục vụ chiến đấu ở Điện Biên và 444 đồng bào ở bản Nong Nhan, xa Thanh An bị bom của Đảng Pháp giết hại. Nơi mà đơn vị chúng tôi đã trải qua nhiều trận chiến đấu ác liệt ở phía đông và phía nam bản Nong Nhan. Nhiều chiến sĩ của đơn vị chúng tôi đã nằm lại đấy, thương xót vô cùng. Kính thưa các liệt sĩ và đồng bào, cho phép tôi, chúng tôi được thắp nén hương, thỉnh cầu các liệt sĩ, đồng bào phù hộ cho dân tộc ở đây, cho dân bản, cho thành phố Điện Biên, cho anh hùng và ngày và cho chúng tôi. Mong thành phố Điện Biên ngày càng thịnh vượng, mong cho quốc thái dân an. Chúng tôi xin được các liệt sĩ và đồng bào giúp đỡ chúng tôi được hỏi chuyện và làm việc với các liệt sĩ ở đây đạt kết quả tốt. Nơi mà có nhiều đồng đội của tôi đã nằm lại đây, kính mong sơn thần thổ địa, liệt sĩ và đồng bào linh thiêng hết lòng giúp đỡ chúng tôi. Để tỏ lòng biết ơn, chúng tôi chỉ có lòng thành với chút hương hoa kính dâng và xin được một phút tưởng niệm. Mối giao hòa âm dương đã thành lửa thiêng bùng hóa trên đài hương. Dâng nhang trên các mộ anh hùng liệt sĩ huyết danh, trong mối giao hòa âm dương bắt nguồn từ ngọn lửa thiêng bùng hóa trên đài hương. Bác vừa nói tên bác là Trần Văn Chính phải không ạ? Tức là Hoa Com phải không ạ? Dạ vâng. Thế bác ấy thích quê bác ở đâu? Quê bác ở thôn Phú Điền, xã Phú Hộ ạ. Đi diện nữa ạ? Huyện Phong Châu. Vâng, tỉnh Phú Thọ ạ. Trần Đức Quang ạ. Vâng. Thế có nghĩa là anh Trần Đức Quang là người thờ cúng bác phải không ạ? Dạ đúng ạ. Vâng. Vâng vâng. Vâng. Cái gì ạ? Cái gì vậy ạ? Cái gì vậy ạ? À, bác muốn nhắn cho ông Trần Thọ Vệ phải không ạ? Lục quân khóa 4 ạ. Vâng vâng. Ông Trần Thọ Vệ. Vâng. Là học viên lục quân khóa 4 cùng với bác ạ? Không phải cùng bác đúng không? Thế nhưng mà ông Trần Thọ Vệ là người mà dẫn bác vào bộ đội ạ? Không phải. Vâng. Bác là Đình Hưởng. Vâng. Thế bác là học viên chứ gì ạ? Học viên lục quân khóa 4 ạ. Vâng. Thế bác nhắn cho ai ạ? À, cho một người bạn ạ. Bạn là tên là gì ạ bác? Bạn là Nguyễn Nguyên Huân ạ? À? À, ông Nguyễn Nguyên Huân. Địa chỉ ở đâu bác? À, cái gì ạ? 6 ạ? 6, sao lại 6 nữa? Vâng, tức là 66. Vâng, phố gì ạ bác? À, phố Triệu Việt Vương. À, phố Triệu Việt Vương. Bác có nhắn cho ai nữa không ạ? Vâng, gì ạ? Bác Phong ạ? Cái gì Phong ạ?
Bác Trương Tích Phong ạ. Vâng, bác Trương Tích Phong. Thế bác Trương Tích Phong ở đâu ạ? Bác Trương Tích Phong ở đâu ạ? Bác Trương Tích Phong ở Lệ Mật ạ. Lệ Mật ở đâu ạ? À, Lệ Mật ở xã Việt Hưng. Rồi, xã Việt Hưng, huyện Gia Lâm. Vâng, Hà Nội ạ. Vâng, vâng, thế này bọn cháu sẽ nhắn lại những thông tin này. À, vâng, gặp những người bạn của bác. Liệt sĩ Phạm Văn Thuận nhắn gửi người thân. 8/4/54 dạ vâng, ở Long Nhai ạ. Dạ. Thế bây giờ bác nhắn cho cháu xem là người thân của bác là ai, ở đâu ạ? Bố là Phạm Văn Huấn, dạ vâng, học một mắt ạ, trước nguyên là xã đội trưởng ạ. Dạ vâng. Em là Phạm Văn Chiến ạ. Phạm Văn Vinh ạ, dạ vâng. Phạm Thị Hải ạ, dạ vâng. Em trai là Trung tá Phạm Văn Chiến, hiện công tác Đồng Nai, dạ vâng. Và cháu gọi bằng bác ruột là Phạm Văn Việt ạ, là công tác tại tỉnh đoàn Thái Bình ạ. Bác cùng đơn vị, cùng ấy với lại cùng ở với lại chú Hiếu Tóc Xoăn ạ, dạ vâng. Đoàn chúng tôi gặp thân nhân Võ Văn Đính, quê Thanh Chương, Nghệ An, lên đây viếng. Ở đây thì rất là vui với đồng đội và rất là vinh dự. Nhưng mà mỗi lần các em đi thăm thì thấy xa xôi cách trở. Xa xôi cách trở quá. Thật ra thì về quê hương thì vẫn có thể là bái vọng được ở tại nghĩa trang quê hương cũng không sao. Nhưng mà thực sự nguyện vọng thì ai mà lúc đi đấu tranh để giành độc lập chả mong muốn đi hòa bình rồi thì quay trở về quê hương mình. Ai cũng có mong muốn như vậy. Nhưng mà cái mong muốn của mình phải đặt cho cái chung của tất cả mọi người. Anh thì anh nghĩ vậy. Hôm trước anh nhìn thấy Vân lên anh mừng lắm ấy. Thú thật với em là lúc đấy anh chỉ muốn là em cắp anh cho anh vào túi về ngay với em. Bởi vì 30 năm sau Vân nhìn lại thấy em mình ấy. Nhưng anh cũng rất là buồn và rất là bất lực khi mà không giúp được các em. Khi mà anh không thể nào mà giúp các em để có thể cứu vớt lấy cuộc đời của cháu Hưng. Cái điều đó là cái điều anh cũng rất đau lòng. Nhưng mà vừa là số phận nhưng mà cũng vừa là do mình cũng tự tạo nghiệp. Cho nên là thôi các em cũng cố gắng để xác định như vậy để mà vượt qua. Chứ còn anh thì anh chẳng vui vẻ gì khi bác lại nói rằng sẽ đón cháu về với ông bà, với tổ tiên. Nhưng anh cũng phải nói với các em là cái tình trạng của cháu là khó có thể qua được. Biết như thế đừng buồn hà nhé. Chắc là em cũng nghĩ ở trong lòng. Thôi thì trai cũng như gái chăm sóc cháu gái cho nên người. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh quê Trà Giang, Kiến Sương, Thái Bình nhắn gửi chúng tôi. Tôi nhắn gì về cho ai không? Bạn bè, đồng đội, gia đình. Vâng ạ. Vâng. Bức là cùng xã, cùng đi trận đấy thì chết, à không, chưa chết mà vẫn được về. Của Nguyễn Văn Bức, Bức thì bị thương. Bức kêu người biết ạ. À, Bức thì bị thương. Còn cháu thì Bình là Việt sĩ chống Mỹ, là Nguyễn Văn Bình là Việt sĩ chống Mỹ. Không có vợ con gì ạ? Trẻ lắm. Vâng, ai thế ạ? Lớp ấy. Vâng. Thế còn mẹ là bà Lại Thị Dụ, và mẹ vẫn đang ngủ. Đoàn về nghĩa trang liệt sĩ Him Lam nằm ở phía đông bắc trung tâm Mường Thanh, nơi các chiến sĩ ta tiến dưới mưa bom bão đạn, giành chiến thắng vô cùng oanh liệt, mở màn trận đánh 55 ngày đêm, giành toàn thắng Điện Biên Phủ. Liệt
liệt sĩ Nguyễn Doãn Toàn tâm sự và dặn lại. Dạ, nhưng mà con hiểu đến lúc đi chiến dịch, chỉ mong mỏi làm sao để về nhìn thấy vợ với con. Thì khi về thì vợ thì xa ngang, con thì cũng còn nhỏ quá. Nên là dù chỉ là vong linh thôi nhưng cũng thấy ngượng ngùi và cũng thấy buồn. Và cũng rất là mong có ngày nào đấy là nhìn thấy vợ con được lên trên mộ thắp hương với bà. Thì là cái điều tốt nhất, còn không thì các con gắn cho cha tấm bia ở đây. Để đi về mai sau con cháu biết cái nơi ông ngoại nằm. Nơi giặc Pháp điên cuồng và tàn ác rồi bom tàn sát 444 đồng bào vô tội. Đây là bia tưởng niệm 444 đồng bào Nong Nhai bị Pháp nó bom chết, đồng thời tưởng niệm nhiều chiến sĩ trung đoàn 57 đã hy sinh trong một số trận đánh ở Nam Giang từ Hồng Cốm đến Nong Nhai, một thành cũng ở đây. Chúng tôi theo đường 41 xuôi về bản Nong Nhai, nơi thiếu tướng Nguyễn Chu Pháp và đơn vị trực tiếp chốt chặn các đường liên lạc phân khu Nam của giặc với trung tâm Mường Thanh, đã xảy ra nhiều trận chiến đấu ác liệt. Chúng tôi trong khi vận động ra thì chặn nó, thì súng máy nó đặt ở bụi tre khô rồi, nó bắn, nó đánh. Thì đánh ở đây nhiều trận, ở đây xảy cái đầu với bản Nông Nha này xảy nhiều trận quyết liệt lắm. Trên cánh đồng này, rải rác vẫn còn hài cốt anh em đồng chí mình. Lịch của ông nào tóc xoăn thì lấy là cứ đi theo không ạ? Hiếu tóc xoăn mà răng đen ạ. À? Cậu Hiếu này là cũng hy sinh ở bản Nông Nhai này đây. Quê Nga Trung, Nga Sơn, Thanh Hóa. Mình không nhớ quê, như cậu này Hiếu là nghĩa thuốc Lào mà mình hay biết. À, nói là Hiếu là thuốc Lào đấy. Con thấy răng đen lắm mà ông ấy nhiệt lành lắm, da trắng, nhiệt lành. Thế cứ đi theo ông suốt từ nãy giờ, ông con mình vào trong bản. Hy sinh gần bờ suối. Thế là cũng hy sinh ở trong nhà. Và gần bờ suối. Chiến sĩ đơn vị suối. Thế thì bây giờ là vậy là mộ chưa được quy tập không ạ? Đúng rồi. Vẫn nằm ở gần cái bờ suối. Vùi thiết nào? Vùi thiết nào? Vâng. Của đồi A1, bên những xác xe giặc, khu những hầm hố giặc đào, mà tưởng như còn nghe thấy tiếng hô xung xác của quân ta, tiếng bom rơi đạn nổ, còn cảm thấy dưới gót chân tiếng xít của vụ sắt thép, và bừng nổi lên trong tâm trí những giọt máu hồng trào dâng vào lòng đất mẹ. Nỗi đau không của riêng ai, gia đình những binh lính Pháp cũng không quên những mất mát của con em họ vì lòng tham và tàn nhẫn của bọn thực dân Pháp cầm quyền. Hôm nay gia đình họ, cháu, chất họ quay trở về Việt Nam và về thăm Điện Biên để thăm lại di tích lịch sử Điện Biên. Mon ami, on peut faire des photos d'anciens combattants.
vệ này là 3-4 cái. Vệ 3-4 năm thư rồi đấy. Các cuộc giao lưu với vong linh liệt sĩ đạt những kết quả đáng mừng. Hàng chục lá thư phản hồi mừng mừng tủi tủi dẫn chúng tôi lên đường. Chúng tôi đi tìm ông Trương Tích Phong ở Lệ Mật, Gia Lâm, Hà Nội. Với Lạc Sơn, vì vừa rồi em đi Lạc Sơn thì không gặp hai người. Cái người mà được liệt sĩ nhắn ấy, là qua anh Dương Mạnh Hùng. Hai liệt sĩ đều nhắn là hỏi thăm đồng đội. Có một điều là các liệt sĩ đến Điện Phủ phần lớn là chưa có vợ và đồng người, chưa có người yêu. Nên là chúng tôi lên đợt rồi các liệt sĩ đều hỏi thăm đồng đội. Thế tôi nhận được tin này rất là xúc động khi được biết các liệt sĩ, những đồng đội của tôi đã anh dũng hy sinh. Và nay tôi không lên Điện Biên được trong 3 lần vì lý do sức khỏe và thứ hai bận công việc gia đình. Nay các đồng chí đến thăm, lại có các nhà ngoại cảm cùng đến và tôi được gặp qua tiếng nói của các đồng đội đã giúp cho tôi nhớ lại những lúc mà chúng mình đã lập lại nhân mật rồi cùng vào đồn xung phong giết thù là anh Vinh còn các bạn đã đi xa. Tôi rất xúc động, tôi cảm ơn các đồng chí đã cho tôi cái thông tin rất quý giá về đồng đội của tôi. Đây là nhà riêng của ông Nguyễn Nguyên Huân ở Triệu Việt Vương, Hà Nội. Tôi lúc bây giờ là chỉ độ 18-19 tuổi thôi. Nhưng La Đình Hưởng thì bao nhiêu? La Đình Hưởng thì có lẽ cũng cái tầm như thế hay là ít hơn vì là vì trẻ lắm. Lúc nào lâu tôi cũng có hỏi một số anh em này, cậu Hưởng xưa ấy, thì không biết là quê ở đâu. Có một cái anh là anh Lưu Huân cũng ở tiểu đội với tôi ấy, thì anh là hay nói chuyện với La Đình Hưởng thì là cái nhất là hưởng sữa. Thế thì tôi mới vừa rồi thì tôi có hỏi một số anh em nhưng người ta không biết chính xác lắm. Thế tôi hỏi Lưu Huân thì là anh bị tai biến mạch máu não cho nên anh bây giờ nói hơi ngọng ngọng. Thì anh bảo Hưởng ấy quê nói với anh ấy Bắc Cạn. Đấy là những cái mà bây giờ chúng tôi đang phải tiếp tục nghiên cứu. Tức là có một cái thông tin của phía người ông với anh em mình. Có anh em nào bạn bè của quân mời đến được luôn. Nhưng mà này, nếu gia đình liệt sĩ La Đình Hưởng tìm về với bộ môn cận tâm lý, trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người. Thông báo có tìm thân nhân gia đình liệt sĩ La Đình Hưởng. Thân nhân thì tôi thì hiện nay thì bố mẹ là La Đình Hưởng và tôi là mất rồi. Chỉ còn tôi là em trai độc nhất. Và khi mà nhận được giấy báo tử là năm 52 thì đúng là cả gia đình coi như là bố mẹ bảo là nhìn con chưa chán mắt bởi vì anh tôi là sinh trai lắm, sinh trai với lại giỏi lắm, nói tiếng Pháp là phải xác định học rất giỏi và 10 chữ thì giống cả 10, viết rất chữ rất đẹp. Bức thư cuối cùng của anh gửi về là viết bằng mực đỏ, mà bức thư cuối cùng ấy thì anh để lại rất nhiều kỷ niệm. Đại thể là anh con tôi còn nhớ một đoạn như in thế này, anh bảo là vừa qua con chiến đấu thương ở cánh tay phải điều trị nhưng nay đã khỏe như thường rồi, chỉ biết rằng lúc này còn mệt nhiều. Và cái gì anh bảo là trận đánh sau của Pháp sẽ phải phai trả lại số máu đó bằng xương máu của chúng với một giá nhất định đắt hơn nhiều hơn. Anh phải nói là đánh thép như thế. Thế bức thư đây là bức thư cuối cùng. Khi mà nhận được thư thì bố tôi lắc đầu bảo thôi thằng này thì có lẽ cũng là bức thư này là thư cuối cùng là viết mực đỏ nữa. Thế thì sau đấy thì được tin báo tử. Dãy số 5. Hàng số mấy ạ?
Nếu đúng là dãy số 5 nhưng mà hàng ngộ tính đúng từ rồi. Phải sang trái là bác nằm ở số mấy? Và số 4, số 4 ạ. Không, à thế thì tay trái, tay trái. Vâng. Nếu mà tượng đài ra thì là tay phải, nhưng mà nếu đi vào cổng là tay trái. Chưa sát tường, chưa sát tường lắm. Chúng tôi ngược lên vùng đồi cỏ trung du phố Thọ tìm ông Trần Thọ Vệ, và từ đây tìm ra thân nhân liệt sĩ Trần Văn Hoa. Không hiểu tại sao mà khi nhận được tin thì tôi mới điểm rất nhanh trong xã, tại vì tôi ở cái xã này cũng lâu lâu rồi, cũng biết rất nhiều người tên Quang, và lại lọc ra những người là tên Quang. Thì đúng là Quang chỉ có một Quang, tự nhiên trong cái trí nhớ của mình là thấy là một Quang thôi, thế mà tập trung vào đấy. Thế mà tôi đến rồi sau này dần dần là càng hiểu ra cái gia đình từ ở Hà Nam ấy mà lên trên này như thế nào. Và liệt sĩ Hoa này là như là gốc của đúng là quê ở nơi Hà Nam, tức là quanh khu vực của Chợ Bọc. Thế thì về trình bày tiếp nữa thì về sau khi mà nghe nhận được cái tin, tức là hồi tháng 6, tôi nhớ chúng ta có thể là đâu hồi nửa tháng 6, như là bác vệ là có nhận được cái thư ở dưới của các bác gửi lên, thì có vào gia đình chúng tôi đây thì là cũng có trao đổi. Thì gia đình chúng tôi có sau khi nghe cái nội dung thư và cũng nắm tình hình như thế thì cũng có thấy rằng là thôi xét lại thì cũng thấy có một số cái điểm. Ừ. Anh em chú cháu ạ, hoặc bạn với nhau được 10 lần. Thế là từ bấy giờ thôi, không thấy gì nữa các ông ạ. Thế bây giờ được tin các ông như thế là rất mừng. Thế còn chú nói là Hoa thì công nhận đúng là chú em tôi tên là Hoa. Nhìn ngọn lửa thiêng bốc cao, chúng ta tưởng nhớ các liệt sĩ, khắc ghi tâm niệm đời đời nhớ ơn liệt sĩ.